Em xin chào tất cả mọi người. Chào mừng quý cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh kiếm tiền của em nha. Bây giờ cái video này em sẽ cập nhật về cái cái app MB Bank. Thì đây, bây giờ em sẽ vào cái YouTube ha. Rồi sau đó em sẽ vào cái kênh của em nè anh chị. Đây nè. Đó. Rồi tiếp tục em sẽ vào cái bằng, phần video nha. Thì cách đây khoảng là là mấy ngày ta cách đây là 6 ngày anh chị nha em có làm một cái video là m banh m be banh nhận 30 ngàn khi chúng ta đăng ký và khi chúng ta giới thiệu một người á là chúng ta sẽ nhận được được 50 ngàn như là nhà anh chị có 3-4 người á thì khi chúng ta đăng ký xong chúng ta giới thiệu thì mỗi người chúng ta sẽ nhận được 50 ngàn anh chị ha rất là ngon thì cách đây 6 ngày khi làm xong á thì có nhiều anh chị nhắn tin cho em á là tại sao không nhận được đó thì ngay cả bản thân em làm xong em cũng không nhận được luôn đó thì bây giờ em sẽ vào cái 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 app mà ban anh chị, mà ban này ha, anh chị thấy nè. Bây giờ em vào. Thì từ cái lúc mà em chia sẻ anh chị làm đó đó là cái app nó bị lỗi nha, cái app bị lỗi họ đang nâng cấp cái app lên. Nên là em cũng không nhận được uh, cái, cái 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 phần thưởng luôn. Tức là cái phần ở trên này Cây xe xong rồi thì trong thời gian khoảng 6 ngày nay không nhận được nha. Nên là có nhiều chị hỏi thì em cũng có liên hệ với với bên uh, hỗ trợ trực tuyến á thì họ cũng bảo là uh, đang nâng cấp Ok thì bây giờ ngày hôm nay đó thì bây giờ em sẽ vào cái chỗ xem tài khoản dưới đây nó có cái mũi tên tam giác đi xuống là anh chị nhấp vào thì chính thức là bây chiều hôm nay là em đã nhận được rồi nha nếu mà anh chị nào đã đã theo em cái kèo này á thì xem lại coi của mình nó là đã nhận được chưa với điều kiện là phải cai xe thành công nha cai xe chưa thành công là không nhận được thì chúng ta đăng ký không xong á là chúng ta nhận được 30 mươi nghìn và chúng ta giới thiệu là chúng ta đã nhận được mỗi người á, là 50 mươi ha thì của em ở đây là tổng cộng á, là em được 150 trăm năm mươi anh chị thấy nè đó, đây. Đó. Rồi, thì bây giờ 150 000 này mình làm sao? Bị anh chị á, chúng ta có thể nạp tiền điện, điện thoại ở phía dưới này nè, chúng ta nhấp vào cái mục thanh toán. Thì nó cũng như là những cái 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 bên kinh khác thôi. Anh chị ở đây chúng ta có thể là sao ạ? À? Em quay trở lại cái Nè, cái này nó bị lỗi anh chị nha em xóa ra em bóc ra đi em vào lại thì đối với chúng ta nhận được rồi á thì cái tiền này anh chị có thể chuyển sang cái ngân hàng khác được hoặc là anh chị có thể dùng để nạp tiền điện thoại được hết trơn nha chắc là ok thì bây giờ như em nói là cái phần thanh toán nè chúng ta có thể vào đây anh chị thanh toán tiền điện tiền nước tiền wifi tiền internet tất cả luôn ha đó bảo hiểm xã hội luôn còn anh chị muốn chuyển thì chúng ta nhấp vào cái mục chuyển tiền nè thì ở đây á, em chia sẻ rồi ha Anh chị làm như thế này Anh chị nhấp vào cái chỗ là người thụ hưởng mới nè Nó nằm dưới cái chữ là quét QR Rồi ở đây chúng ta chọn cái ngân hàng Thì bây giờ chúng ta sẽ Cái chọn ngân hàng này chúng ta nhấp vào Thì anh chị muốn sử dụng ngân hàng nào đó thì chúng ta chọn Ví dụ như của em chọn là việc Inbank đi ha Rồi cái số tài khoản này Thì chúng ta nhập cái số tài khoản thẻ của chúng ta ha Cái số tài khoản của ngân hàng việc Inbank á Còn anh chị sử dụng cái khác thì chúng ta nhập vào đó sau đó cái tên tài khoản là nhập cái tên của anh chị hoặc bất kỳ ai chúng ta chuyển cho cha mẹ gia đình gì cũng được sau đó chúng ta nhập số tiền ha thì anh chị muốn như em là một nhập 150 đều được thì ở dưới đây cái nội dung thì chúng ta có để là để nguyên cũng được sau đó chị nhấp vào tiếp tục ha là chúng ta chuyển thôi đó thì em chỉ làm demo thôi rút được nha anh chị chứ không phải là không nha mà tại vì em chưa muốn rút thôi đó nên là anh chị nào đã đăng ký rồi thì chiều nay chúng ta tranh thủ hoặc tối nay chúng ta vào chúng ta xem coi đã nhận được chưa ha đó và anh chị ở đây có anh chị hỏi em á là mình lấy cái liên giới thiệu ở đâu anh chị nhấp vào cái chỗ mà b ban này nè mà b cộng cộng phía dưới nè có cái chữ hot nè ở đây sẽ có cái mục là giới thiệu nhận nhiều nhận, giới thiệu nhiều nhận tiền triệu chúng ta nhấp vào đây thì mỗi lượt giới thiệu như em nói là chúng ta nhận được 50 nghìn ha anh chị uh, nên chia sẻ cho bạn bè người thân của mình ha đó thì chúng ta cũng sơ sơ cũng được vài trăm đó anh chị rồi ở đây anh chị thấy có cái chữ là giới thiệu ngay chúng ta nhấp vào đây nè rồi ở đây thì chúng ta cần phải chia sẻ qua các nền tảng xã hội khác. Ví dụ như em, chi, em chia sẻ qua bên Zalo uh, đi. Đó. Thì sẽ có cái link. Sẽ có cái link Zalo. Ha. Rồi em chia sẻ qua Twitter hay là nói chung là chúng ta chia sẻ qua đâu cũng được. Tin nhắn cũng được để chúng ta lấy cái link. Rồi sau đó chúng ta sẽ đưa cái link đó. Rồi uh, cho bạn bè, người thân. Nhưng mà anh chị kèm theo cái đó là cái đưa cái số điện thoại mà lúc anh chị đăng ký luôn nha đó đưa cái số điện thoại anh chị đăng ký luôn rồi còn à, nói chung là cái cái này nó diễn ra tới à, chương trình này tới tăng tháng 12 đặng anh chị nào chưa đăng ký thì đăng ký ha cái video hướng dẫn em để dưới phần mô tả hết chúng ta xem rồi chúng ta nghiên cứu tham khảo đăng ký sau đó chúng ta chia sẻ cho bạn bè người thân của mình luôn ha đây là coi như là cái kèo này đã xong anh chị coi như là đã nhận được tiền ha đó, khá là lâu 6 ngày rồi xong cái đó cái thứ nhất cái thứ hai nữa em muốn cập nhật về cái dự án là cái gì ạ à? cái dự án là Ờ à, đâu rồi anh con nè à, đây nè anh chị thấy không ạ à? thì sau một thời gian họ ngưng không cho chuyển nội bộ nữa thì hôm nay là họ chính thức cho chuyển nội bộ nha bây giờ em cập nhật trước cho anh chị xem rồi ngày mai hoặc ngày mốt em sẽ là chia sẻ cho anh chị cái cách chúng ta rút và chúng ta có thể bán luôn trên cái sàn Uniwap ở đây là tổng quan của của cái cái này của anh con này bây giờ á anh chị sẽ vào cái mục quý của tôi nè thì khi anh chị đăng ký xong chúng ta nh sẽ nhận được 1 triệu nha Cái này nói chung là thông tin đăng ký Rồi cái cách nhận nhiều anh con này em có để dưới phần mô tả hết Anh chị có thể xem trong cái phần mô tả hoặc trong cái phần tin nhắn đăng game Ở đây nè anh chị Thì họ có một cái thông báo nhưng mà em đã tắt cái thông báo đó rồi nên là à, Không có đọc được ha Ở đây nè anh chị thấy nè Họ đã có lại là cái tài khoản trực tuyến nè Cái chuyển khoản trên chuỗi nè ha Chúng ta nhấp vào đây nè cái chuyển khoản trên chuỗi này Tức là sao ạ? Tức là chúng ta chuyển nội bộ được cho nhau anh chị lưu ý chúng ta chuyển nội bộ được cho nhau và chúng ta chuyển trên cái mạng lưới này được anh chị rút về cái quý metamask được ha tháng 10 là giai đoạn chạy thử nghiệm vài phút đến vài ngày để hoàn tất quá trình chuyển ha tức là khi chúng ta chuyển là có thể là mất vài phút hoặc là hoài ngày ha truyền tới an co của mạng đa giác chạy trên cái mạng polygon không thể khôi phục chuyển khoản đã được thực hiện nó phải được gửi với giá với, với gia số 100 ở đây em sẽ nói sơ sơ qua cho anh anh chị nắm nè phí đó thì bây giờ á bất kể số tiền chuyển là bao nhiêu số tiền bên dưới sẽ được tính sau một vài ngày phí giảm đáng kể thì ở đây có thông tin hết anh chị nha đó giảm bây giờ chúng ta rút á thì thì cái, cái 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 ga nó sẽ nhiều ha còn sau này thì cái ga nó sẽ là ít rồi ok ở đây như cái này cái số dư em có nè đó thì chỉ cập nhật cho anh chị biết như vậy thôi chứ còn cái vấn đề mà để rút được á, thì em sẽ cập nhật sau nó tương đối là nó cũng khó ha rồi bây giờ nè làm sao để có được nhiều anh co em nói cái thứ nhất á, là anh chị đăng ký xong chúng ta sẽ nhận được một triệu nha bên cạnh đó, đó anh chị nhấp vào cái ba gạch ngang phía trên bên phải nè chúng ta vào cái hộp kho báo nè thì cái hộp kho báo này mỗi ngày chúng ta vào một lần chúng ta sẽ nhận thêm tức là chúng ta chúng ta nhận mỗi ngày á nè anh chị thấy như cái này là em nhấp một mở hộp nè. Em sẽ được 496 ăn co. Em kéo xuống tiếp theo cái hộp nhỏ nè. Em sẽ được là 54 ăn co. Tiếp theo em kéo xuống nữa. Ở đây nè, hộp tò mò. Ở đây em sẽ được 62.296. Rồi, ở đây thì em còn 5 ngày nữa. Cái hộp dưới này á, là nó sẽ là nhiều cái anh đồng ăn co. Tương ứng và thời gian mở nó hơi lâu. Đó là cái này chúng ta nhận mỗi ngày nha. Tiếp theo mình quay trở lại cái quý của tôi nè. Chúng ta nhấp vào chữ quý của tôi. Khi anh chị đăng ký quý xong mỗi ngày chúng ta đăng nhập chúng ta sẽ nhận được nữa Kéo xuống đây Ở đây anh chị thấy nè Nè Thì em đã điểm danh liên tục thì em sẽ được nhận là như 50 000 70 100, 000 100 ngàn Tiếp theo nó là 200 ngàn, 500 ngàn, 1 triệu, 3 triệu Là anh chị điểm danh mỗi ngày liên tục chúng ta sẽ nhận được cái số đồng anh co tương ứng Nhiều hơn mỗi ngày Tiếp theo nữa như là em nói đó chúng ta vào cái phần hộp quà này ha Hộp kho báo này chúng ta nhận được thêm nữa mỗi ngày luôn rồi một cái nữa là cái cái nữa là chúng ta nhấp một cái chữ anh co bên trái nè cái này là nó khác là trên đây là chúng ta làm nó cũng cũng ít nhưng mà chúng ta nhận được mỗi ngày anh chị nhấp vào cái vòi nước nè nha rồi ở đây nè anh chị chúng ta chọn cái chữ dịch ở đây em còn lại là hai cái phần ha rút được cái đồng anh và cái đồng c ba chúng ta nhấp vào cái mục chọn đồng xu ở đây nó quảng cáo chúng ta nhấp vào dấu ít chúng ta xóa nè chúng ta chờ thì sau khi mà cái số mà 15 giây này nó trở về nó 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 tắt á chúng ta sẽ nhận được ha chúng ta sẽ nhấp vào lam đó cái này á là em cập nhật nên là em nói nhanh và em làm thao tác cũng nhanh anh chị muốn rõ hơn á thì anh chị xem dưới cái phần mô tả hoặc trong cái phần tin nhắn đã ghim em có để cái tiêu đề video và cái link video hướng dẫn hết chúng ta vào đó xem cho kỹ nha ở đây nè chúng ta nhấp vào cái chữ là Dreamer một giọt nè đó rồi chúng ta sẽ bắt đầu nhấp vào cái chữ Dreamcon là chúng ta làm thì mỗi ngày như em làm là em sẽ được là 8.800 cái đồng ăn co nó rút thẳng về cái quý metamask của em tiếp tục em quay trở lại em quay trở lại em quay lại một bước nữa ở đây em sẽ làm cái đồng Shiba Inu ha đó nói chung là mình gom nhặt anh chị ơi chứ ở đâu mà có nhiều năm mười triệu cho mình không có đâu trừ khi anh chị trader thôi đó. mà nói chung là trader thì tiền nhanh nhưng mà cũng kèm với đó gửi gọi chúng ta có thể mắc trắng tiền bất cứ lúc nào ha rồi cái này á mình làm ri thì chúng ta phải gom nhặt rồi chúng ta mới 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 được anh chị nhấp vào đây cho em ha rim nè một giọt nè chúng ta nhấp vào tiếp tục chúng ta nhấp vào cái chữ là rim con ha là chúng ta làm nhận được 197 cái đồng cpi chạy cho cái mạng polygon rồi xong ở đây chúng ta nhấp vào dấu ít bên trái chúng ta xóa nó rồi bây giờ chúng ta vào lại nè Anh chị vào cái chữ anh coi phía trên bên trái nè Để chi? Để chúng ta kiểm tra lại coi chúng ta đã làm ok chưa Anh chị nhấp vào cái biểu tượng vòi nước nè Cái giọt nước nè Màu xanh đó Rồi ở đây nè anh chị thấy nè Còn lại nè là của em không em đã yêu cầu thường tức là em ngày hôm nay em đã làm xong cái cái nhiệm vụ này đó nói chung là kiếm được rất nhiều từ trên cái cái động à, cái anh con này ha rồi em xin phép nhắc lại nha Trên gì rõ nè Đối với cái anh con này khi anh chị đăng ký xong á Chúng ta sẽ nhận được 1 triệu Và mỗi ngày chúng ta vào cái mục quý nè Quý của tôi nè Anh chị điểm danh hàng ngày thì chúng ta sẽ nhận được tương ứng Và chúng ta điểm danh liên tục mỗi ngày Thì chúng ta sẽ nhận được nhiều hơn Nha đây Tiếp theo nữa mỗi ngày chúng ta vào cái phần là ba, ba, ba gạch ngang trên bên phải nè Chọn cái hộp kho báo thì chúng ta sẽ mở những cái kho báo tương ứng Sẽ nhận được thêm cái đồng anh con nữa Rồi đó là cái phần này vừa chia sẻ nè Kế tiếp tục chúng ta nhắc một cái anh co con nè bên trái nè là chúng ta sẽ làm được anh và cái đồng si ba thêm nữa nó rất là nhiều nha nói cho anh chị nắm rồi em đây sẽ để dưới phần mô tả hết chúng ta vào đó xem tham khảo cái này đã list trên uniswap rồi thì à, cái giá nó cũng còn thấp anh chị nhưng mà tương lai thì cái đồng này cũng sẽ ngon nếu mà nó lít sàn à, sàn lớn hơn nữa thì sẽ ngon đấy rồi cơ bản là như vậy anh chị han cập nhật nhanh hai cái dự án đầu tiên là cái cái à, mb banh là cái kèo này cái app này đăng ký xong nhận được 30 ngàn giới thiệu một người nhận được 50 ngàn và đã hoàn thành cái kèo này ha tiếp theo là cái kèo anh co đó thì nó đã cho giao dịch quý nội bộ lại rồi và em sẽ tiếp tục cập nhật cái cách rút và chúng ta bán cho anh chị nắm nha rồi em xin phép dừng cái video nha mọi người